Phương pháp học tập của Happy Home đó là học cực ít và chất lượng cực chất. Và với phương châm đó là học vui, dễ và hiệu quả sẽ giúp cho các con có một thời gian học tập vô cùng lý thú, vui vẻ ngay tại gia đình của mình. Các con sẽ tiết kiệm được rất nhiều sức lực do học hợp với lộ trình của việc tiếp nhận ngôn ngữ, nghe, nói, đọc và viết. Và với 21 ngày liên tục để rèn luyện một thói quen thực hành ngôn ngữ, các con hoàn toàn có thể đạt được đầy đủ 4 kỹ năng. Đặc biệt là các con có thời gian ngấm, thấm và sâu tiếng Anh và có thời gian để sản sinh ngôn ngữ. Và trong 21 ngày đó, các con được luyện tập, được rèn luyện cùng với thầy cô của mình, cùng với bạn của mình. Và đặc biệt đó là tận dụng khả năng của não bộ cho việc rèn luyện trí nhớ dài hạn. Và trong quá trình, cô sẽ hướng dẫn các bạn thực hành để làm thế nào để rèn luyện trí nhớ dài hạn của mình bằng hình ảnh, bằng luyện tập hàng ngày và một cách vui vẻ sẽ tạo ra endorphins và các bạn có một hệ thống học vui vẻ, dễ dàng và hiệu quả. Xin chào đón các bạn đến với Happy Home, học vui tại nhà, chuẩn đầu ra quốc tế. Cô là Vũ Ngân.